tổng cái lượt lóc trên cái trang cá nhân của anh và trên cái bay Di Nguyễn Nam Trẩu á, bèo nhất phải 20.000 người. Gái đẹp cũng lóc luôn, giàu cũng lóc luôn, trẩu cũng lóc luôn, lóc sạch. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, Dreamer làm giàu, Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn THOL BBT Building. Xin chào mấy em. Đối với chương trình Duy Nguyễn Vlog thì hôm nay anh chỉ làm ngắn thôi, rất ngắn, là anh chia sẻ cho tụi em là anh có hai cái tích xanh, nhà tích Facebook lắm em. Nói chung thì có thể là rất nhiều người ở đây không còn biết Facebook của anh là gì nữa. Tại vì đã trong cái chặng đường anh có được ngày hôm nay thì anh đã lóc khoảng 20.000 người. What? Nha. Một cái tỷ lệ cũng đáng suy ngẫm đó nha. Vậy thì 20.000 người bị lóc đúng hay anh đúng? Cái câu để đời của anh là gì? Facebook tao, tao đúng. Facebook tao, tao đúng. Nghe thì nó sốc đúng không? Nghe thì nó cay đúng không? Nhưng mà đó là sự thật đó em. Tổng cái lượt lóc trên cái trang cá nhân của anh và trên cái bay Di Nguyễn Nam Trẩu á, bèo nhất phải 20.000 người. Tại nổi cái trang cá nhân không 15 hơn rồi. Trong những chặng đường đó của anh á, gái đẹp cũng lóc luôn, giàu cũng lóc luôn, trẩu cũng lóc luôn, lóc sạch. Cái lượt follow của anh hiện tại là 134.000. Lượt lóc của anh cũng bèo 20.000. Tỷ lệ cũng đáng suy ngẫm đó. Và anh đã về hai cái tích xanh. Hai cái tích xanh để làm gì? Để khẳng định rằng thằng nào nhái tao, tao lùa hết. Đó là cái chỉ thị của anh dành cho cái bộ phận cấp dưới. Nó gặp thằng nào mà nhái tên Facebook Di Nguyễn hay gì gì đó để hình bôi nhọ anh, nó lùa sạch hết. Lùa hết mấy em. Rồi cái trang THOL cũng vậy nữa. Không có tự nhiên thương hiệu của anh bây giờ nó chơm chỉa từ lưa hết, không được mấy em. Anh là gym phục vụ cuộc sống. Ủa nó là gì? Gym phục vụ đam mê, rồi gì gym phục vụ ABC, rồi gì đơn giản đam mê, rồi gì thay đổi cuộc sống, cũng nó làm từ lưa hết á, bực mình quá. Đó, nên bây giờ tụi em mua hàng á hay tụi em đọc kiến thức đó, tụi em check trên cái trang THOL Gym. Cái brand name của anh BBT là tên công ty. BBT Fitness and Supplement. Supplement là trang công ty BBT. Còn cái trang brand name, cái trang thương hiệu là THOL Gym. Còn trang cá nhân của anh là Duy Nguyễn không giấu Gym Chúa. Duy Nguyễn không giấu Gym Chúa. Còn tất cả những mặt khác đều là mạo danh. Yes. Đó. Thì đây là một cái bước tiến mà là BBT khẳng định cái vị thế của mình trên mặt trận truyền thông. Đó là về tích xanh cho doanh nghiệp nha, và tích xanh cho cá nhân bản thân anh Duy Nguyễn. Và cái tích xanh này cũng có event rất nhiều rồi. Nhưng mà khi mà tụi em theo dõi video này chắc tụi em không có cơ hội nhận event. Nope. Tại nó kết thúc mất tiêu rồi. Thì trên cái cuộc đời này, chúng ta đến với nhau là bằng hai chữ truyền thông và online. Đó là lý do thể hình online. Thể hình online là cái mà các bạn gặp Duy Nguyễn và cái mà Duy Nguyễn chia sẻ với các bạn. Trong cái thời buổi kinh doanh thượng vàng hạ cám này, sẽ có rất là nhiều cái đơn vị làm ăn bậy bạ, đúng không? Nó giả dạng hàng nhái, hàng trộn của BBT, các kiểu tem tiết thì nó ghép tờ lơ hết. Đó. Nên BBT phải thay đổi chiến thuật để cho quý khách hàng nhận biết được đâu là bạn mà đâu là thù. Yes. Đó. Và BBT đã phát triển cái hệ thống mạng lưới rất là rộng khắp của mình ở toàn tỉnh thành Việt Nam để thực hiện một sứ mệnh nào đó. Nha. Thì các bạn có thể là mua hàng từ đại lý mà tất cả những cái gì cần phải có giấy tờ và chứng nhận. Các bạn coi coi cái đại lý này có được chứng nhận hay không, ông cộng tác viên này có được chứng nhận hay không. Chứ bây giờ tôi mới nhắn tin tôi mua hàng cái mẹ 20 thằng nó bay vô luôn. Tao nói thiệt các bạn, đại lý nào họ cũng nuôi cộng tác viên của họ hết. Yes. Đó. Nhưng mà trong cái đống cộng tác viên đó có giả có thật, không biết nào thật nào giả. Nên các bạn đòi hỏi phải có giấy chứng nhận công ty BBT có chữ ký của Duy Nguyễn, chứng nhận ông nội nào là đại lý của ai. Không có xúc mỏm đó thì bọt nó bay màu luôn được nữa. Các bạn nào thấy mình làm cái này có lợi cho các bạn, phù hợp trong cái đề kinh doanh, like một cái. Cô dạy em bài thầy dục.
À, vậy thì những cái kênh truyền thông khác sao? YouTube thì quá nổi tiếng rồi đúng không bạn? YouTube bây giờ là đang chạy đua nút vàng. Khi đua nút vàng rồi các bạn sẽ có thưởng. Mà muốn đua nút vàng thì like và share đi ba. Đúng không? Chứ coi chùa hoài sao lên nút vàng được. Ông má có mấy thằng nó khốn nạn ghê, mấy em nó thích video của mình, ngày nào cũng vô canh hết, chứ mà không bao giờ nó không bao giờ subscribe hết. Đó, cái lũ này biết được là lên 3 triệu nha. Nên trong cái giới gym hay trong cuộc sống này thì Duy Nguyễn nó vẫn tồn tại. Đúng không các bạn? Thì bây giờ cái việc mà thái độ của bạn đối với Duy Nguyễn làm sao? À, các bạn thích chơi với nó hay là các bạn thích chống nó? Đúng không? Thì các bạn cũng nên rõ ràng. Chứ tự nhiên các bạn cứ kiểu mà tối ngày chửi không, ngày nào cũng vô coi hết. Nó cũng hơi khó xử. Bây giờ mình đang làm truyền thông á, mình xúc mỏm nó đó thì mất liền view, mất liền subscribe. Anh nói thiệt với anh tâm sự với em luôn á, bên Facebook mình xúc mỏm thoải mái, nhưng mà bên YouTube bây giờ anh chưa xúc được mấy em. Bên YouTube này anh phải đợi nút vàng xong mình xúc. Bây giờ xúc nó tụt nút vàng khó đau chứ. Tại vì bên YouTube mà có cái để mình phấn đấu, còn bên Facebook á thì xúc không xúc cũng vậy thôi à. Nên nó là sự khác biệt. Bây giờ các em hỏi anh có like trên YouTube không? Like trên YouTube đâu có xúc được đâu ba. Đúng không? Em nghĩ coi, một người đàn ông mà thành đạt như Duy Nguyễn, tiền nhiều, giám đốc, quyền lực cao, thì đương nhiên trong cuộc sống nó phải có áp lực, nó phải có stress. Mình lôi nhân viên mình ra mình chửi hoài nó nghĩ sao? Đúng không? Tự nhiên trên mạng giờ có mấy đầu ngu nó lôi vô, nó đưa vô mình chửi quá đã luôn, chửi phê luôn, chửi sướng luôn. Chửi mà người ta coi người ta cười nữa. Nói vậy xong làm. Hợp lý không em? Nó hợp lý á. Thì tụi em phải like đi. Chửi riết giờ Facebook nó phong tặng danh hiệu luôn rồi. Thanh chửi. Thanh chửi. Tụi tao lại mày. Tụi má nền kinh tế Việt Nam mà nó cao thứ hai châu Á hả? Tao lại mày. Vậy thì cái tích xanh này nè, nó thể hiện gì? Cái công sức, cái hoài bão, cái khát khao, cái sự nỗ lực không mệt mỏi trong nhiều năm. Từ lúc anh Duy Nguyễn còn cầm cái máy quay tới bây giờ. Đó. Và bây giờ anh Duy Nguyễn có một đội quay luôn. Thì nó được Facebook nó công nhận cho anh cái tích xanh. Nên bây giờ anh có tích xanh anh khác lắm nè. Có tích xanh anh chảnh lắm nè. Tại vì Facebook đã công nhận anh rồi. Phòng Facebook nó chưa công nhận mày thì tao lóc kỹ cổ mày. Nếu mày đảo với tao. Nó hợp lý không em? Anh lóc một cái gì đó hay anh dứt một thằng nào đó, hay anh tặng một món quà đó đều có sự hợp lý. Anh được cái là cái não phản xạ nhanh lắm. Anh xử lý tình huống rất là quyết đoán, rất là nhanh. Nên anh làm được nhiều việc. Đúng không? Anh vừa chơi đế chế mà anh vừa nhắn tin được luôn á. Ghê chưa? Nên bây giờ á, có nhiều bạn nói rằng trời ở trong cái trong danh sách các bạn có tích xanh vinh hạnh quá. Xong rồi nó mới nói coi đó coi buổi chiều nó chưa xuống tiền hay nó văng khỏi danh sách rồi mấy bạn. Anh lọc bạn không quá. Hôm qua anh chia sẻ với em luôn, anh có lọc bạn. Tại thật sự giờ bạn nó để đóng không biết mặt đứa nào hết á. Rồi để mà mấy cái thằng nó làm Facebook cho anh á, nó nói là anh Duy Nguyễn xúc hết mấy nó đi. Ổng có để mày là lạ nó hắc ạt. Bây giờ sợ hắc ạt lắm em. Hiểu không? Sợ hắc ạt lắm. Bây giờ tự nhiên cái mình kết bạn với nó, mà thứ nhất nó không mua hàng của mình, thứ hai nó cũng nói chuyện với mình luôn nữa. Nhất là mấy nhỏ gái á, ông mang kết bạn tối ngày nó phải đích không à. Thôi xúc nó ra đảo luôn. Chứ để mấy nhỏ đó ghê ghê. Trời đất ơi, hacker giờ nó ghê lắm em. Nó hack ạt mấy nhỏ đó trước. Đó, xong rồi nó quất tới mình. Nên nó gọi là tiên hạ thủ vi cường. Thấy thuộc bạn là đối tượng nguy hiểm, xúc. Nên bây giờ bạn anh ít lại rồi. Anh chơi Facebook gần chục năm rồi đó. Bạn anh tới gần ngàn người luôn á. Cái anh xúc lại giờ còn mấy trăm. Đó, nên nhiều khi bạn bè là cái duyên cái nợ bạn. Tự nhiên ví dụ như tao kết bạn với mày đã đời, mày bán hàng lậu trước mặt tao, người ta phải xúc mày chứ. Để tự nhiên trong danh sách bạn có một thằng bán hàng lậu rồi tự nhiên cái gì cục an ninh thị trường vô hỏi rồi sao, đúng không? Hỏi tờ Duy Nguyễn mày làm giám đốc mày làm lớn làm láo chơi thằng này luôn hả? Tao mới hốt hôm qua nè, cái nói vậy có bỏ hàng cho nó không bà? Nói trời thôi đi ông nội, nghĩ tôi giờ tôi cần bạc lẻ hả, đúng không? Cần mà không cần bạc lẻ nó. Nên trong cái câu chuyện này anh chia sẻ thì tụi em thấy anh sắp sắp thiệt, nhưng mà tụi em phải hiểu cái vị thế của anh, cái vị thế của anh đứng mũi chịu sào mấy em, hiểu không? Nên có những cái vấn đề thôi kệ nó đi, bất thân, đúng không? Thân mà không làm được gì follow đi ba,
Tự nhiên đi vô có thằng nhắn tin, trời ơi anh Duy ơi em fan cuồng bên YouTube nè, kết bạn em đi. Không được, không có được bạn. Rồi có anh khác lớn tuổi, anh rất hâm mộ em trên chiến trường đam trẩu, chúc em mạnh khỏe, sức khỏe, đồng tin, kết bạn để chúng ta tương tác. Cũng không được luôn đó bạn ơi. Nên mạng xã hội là mạng xã hội, con người thật là con người thật. Đó. Nên một lần nữa Duy Nguyễn cũng nói á, mạng xã hội là ảo nhưng mà tình bạn là thật, đúng không? Thì những cái mối quan hệ nào nó đáng nâng tầm tình bạn thì giữ thôi. Các bạn cũng thông cảm đi, chứ không phải tự nhiên lóc xong tạc lo như chửi quá trời mấy ông. Nói về cái quan điểm trên cái group Kim Bích Việt Nam, group Kim Bích Việt Nam thì nói chung là giờ nhận là thoải mái vô tư, vô thì xúc thôi. Nói chung thì cũng còn admin vẫn kiểm duyệt, vẫn cắt ngày nào đề tài chia sẻ thì vẫn vui vẻ thoải mái. Rồi cộng tác viên của đại lý hay là đại lý vô trong đó quảng cáo ok, lùa khách trong đó cũng ok. Nhưng mà tuyệt đối những bài selling không bao giờ duyệt nha. Những bài selling là không bao giờ duyệt mấy. Tại vì selling giờ duyệt cái nó bam linh không chết 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 rúp mấy, đúng không? Vô tối ngày selling không rồi rúp to thành rúp rác à. Nên bạn nào cố tình selling nhiều lần bam. Hy vọng là mấy em admin post trên cái nội quy rõ ràng để chúng ta hành xử cho nó đừng có là tổn thương nhau. Nó chúng ta phải cùng nhau xây dựng thành một cái cộng đồng nó mạnh một chút, nó vui một chút. Nói chung là BBT đã cố gắng tạo dựng ra nhiều sân chơi trên nhiều mặt trận khác nhau. Đó, và khi mà BBT quận 7 nó hoàn thiện rồi đó sẽ có thêm mặt trận offline nữa. Và BBT cũng đang xây dựng cái phòng marketing nó cũng tương đối nó đầu tư và nó mạnh mẽ để đủ sức để gọi gánh trọng tấp. Ô lộn, xin lỗi bạn, mệt quá. Gánh trọng trách trên những cái chặng đường tiếp theo của công ty thương mại trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT. Anh nói quéo lưỡi rồi, anh mệt quá thôi nghỉ đi em ơi. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài. Đi xây dựng đời riêng mơ đích thực bằng sức mạnh đôi bàn tay huyền huy đầy oai phong ôm trọn cả núi sông ngạo nghễ kiêu hùng mắt sắc nhìn xa địa vị tiền tài sức khỏe sánh vai hạnh phúc sung vầy những bông hồng nhung khi bên ta em sướng danh mỹ nữ ngoài cuộc đời anh một kiếp hùng anh cưới mây đạp gió hai chữ ngạo thiên.